với sự hỗ trợ của chiếc cần cầu phụ thì cái đuôi của siêu cần cầu đang được nâng lên để đắp vào cái chốt của đối trọng. Với những khối sắt lớn như vậy thì cực kỳ cẩn thận, một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những cái việc đáng tiếc. Một anh đang trèo lên cái tháp cầu, không biết là để làm cái công việc gì đây, để xem, quan sát xem. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Việt Vlog. Các bạn thân mến, Tây Nguyên là một vùng đất đầy nắng và gió. Và để tận dụng được những cái nguồn năng lượng gió đấy thì thời gian gần đây Tây Nguyên được xây dựng rất nhiều trụ điện gió. Đây là những nguồn năng lượng sạch rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Và vị trí của mình đang đứng đây là một chân trụ điện gió. Các bạn có thể thấy cái trụ điện gió này rất là cao và rất là to, khổng lồ. Đấy, các bạn nhìn đây. Cái chiều cao của trụ điện gió này theo mình ước lượng thì nó cũng không thua gì cái tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 ở Sài Gòn ấy. Khi mình đặt chân đến đây mình cũng rất là tò mò là cái quá trình xây dựng những cái trụ điện gió khổng lồ như vậy ở trên đỉnh núi, đỉnh đồi rất cao thì cái việc vận chuyển thiết bị cũng như là việc xây dựng như thế nào. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ đi tìm hiểu từ đầu đến cuối việc xây dựng một trụ điện gió mới sẽ như thế nào. Mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Mình đang lần mò theo một trong những con đường người ta làm lên để kéo những cái trụ điện gió lên trên đỉnh đồi. Kinh phí để tận dụng những nguồn năng lượng tái tạo này cũng rất là lớn này. Để vận chuyển được những vật tư thiết bị lên đỉnh đồi, riêng những cái việc xây dựng con đường này khá là tốn kém rồi. Có khá nhiều đường, biết là đường nào phía trong kia là trụ điện gió đã được hoàn thành, đã được hoàn thiện, chưa hoạt động, chắc là có lẽ là đang đợi thêm cái trụ điện gió đang thi công hoàn thành tốt thì mới hoạt động. Tại cái ngã ba này, cái này là nhiều vết xe đi sẽ lần theo cái con đường này. Đấy, trụ điện gió đang xây dựng. Tìm hiểu xem cái việc xây dựng trụ điện gió như thế nào. Và sau một hồi lần mò thì mình cũng đã mò tới được một công trình điện gió đang thi công. Nhưng mình cũng không biết là việc mình vào quay ở đây có ảnh hưởng tới an toàn lao động hay không. Để mình vào hỏi xem sao đã. Ôi, những cái tiếng ve kêu đây tạo nên một bản giao hưởng cũng khá là vui tai đây. Mùa này thì ở trên Tây Nguyên thì khá là nhiều ve nên là suốt ngày chỉ nghe tiếng ve kêu thôi. Và mình quan sát thấy một anh đang bấm điện thoại ở đây để mình hỏi xem sao này. Anh ơi, cái em vào quay cái điện gió này có ảnh hưởng gì không anh? À vâng vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, và rất may mắn thì anh nói là quay thoải mái nhưng đừng để ảnh hưởng tới công việc của các anh em là được. Đây đúng là một siêu cần cầu. Một siêu cần cầu rất là dài. Cái chiều dài của cái siêu cần cầu này là khoảng 140 mét. Khi nãy mình có hỏi cái anh kỹ sư đấy. Các bạn thấy rất là dài. Một cái tháp cầu dài như vậy thì sẽ được ghép nối với nhau bằng những khớp nối đây. Có từng đốt một và được nối với nhau rất là chắc chắn bằng những khớp nối. Các bạn quan sát thấy đây, rất là dài. Một cái tháp cầu dài và nặng như vậy thì không hiểu là sẽ được nâng lên khỏi mặt đất bằng cách nào đây. Xem là phía sau là sẽ được níu như thế nào để nâng được những cái tháp cầu nặng như vậy. Mình sẽ di chuyển ra phía sau xem là những người công nhân đang hoàn tất cái công đoạn cuối cùng để chuẩn bị nâng cái tháp cầu này lên khỏi mặt đất. Đây sẽ là chân trụ điện gió. Cái chân trụ này có lẽ là bên dưới sẽ được gắn kết bằng rất nhiều khối bê tông và sắt thép thì mới chịu được cái độ cao của cánh quạt gió khổng lồ như vậy. Đây là thân máy chính của siêu cần cầu đây.
S8000A. 8000A, các bạn có bạn nào hiểu về cái công suất máy này như thế nào có thể bình luận để mọi người cũng biết. Đúng là một siêu cần cẩu, rất là to, vĩ đại. Đây phía sau này có nhiều anh công nhân đang lắp cái đuôi cần cẩu. Những cái khối đấu trọng khá nhiều. Lắp cái đuôi này có lẽ là để níu cái sức nặng của cái tháp cẩu chính đấy các bạn. Thôi để lắp được cái tháp cẩu này cũng rất là nhiều công đoạn đây. Đây cần phải một chiếc cần cẩu phụ để mà nâng cái đuôi này lên và buộc dây để níu để đưa những cái khớp này vào đúng vị trí để đóng chốt. Với sự hỗ trợ của chiếc cần cẩu phụ thì cái đuôi của siêu cần cẩu đang được nâng lên để lắp vào cái chốt của đối trọng. Công việc đang được tiến hành hết sức cẩn thận. Với những khối sắt lớn như vậy thì cực kỳ cẩn thận. Một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những cái việc đáng tiếc. Nâng lên để lắp vào cái chốt, lắp vào cái khớp để đóng chốt vào. Đây là anh kỹ sư điều khiển siêu cần cẩu đây các bạn. Anh này đeo theo một cái bảng điều khiển siêu cần cẩu, đang điều khiển để lắp những cái khớp này vào đúng vị trí. Như vậy là khớp nối đã được lắp một cách rất chính xác. Công đoạn tiếp theo là sẽ đóng chốt vào để giữ cho hai cái khớp này gắn kết với nhau. Mình chỉ đứng nhìn thôi nhưng cũng thấy rất là hồi hộp. Cái vị trí làm việc rất là treo leo và công việc đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Và búa để đóng vẫn không thể đóng vào được. Bây giờ thì chốt lại được đóng ngược từ bên kia sang. Xem là đóng bên kia sang có vẻ là sẽ dễ dàng hơn. Đúng như vậy, đóng bên kia sang sẽ dễ hơn. Và cái chốt này đã được đóng vào này. Đã hoàn thành lắp được cái khớp này. Tiếp theo là cái khớp nối sẽ được gắn liền với những cái khối đối trọng này để níu lại cái cần cẩu này. Cái việc nối những cái khớp này cực kỳ là chuẩn xác. Chốt đã được lắp vào đúng vị trí. Một anh đang sử dụng búa để đóng cái chốt sang. Có vẻ là việc lắp cái chốt này dễ hơn là cái chốt khi nãy. Một anh đang trèo lên cái tháp cẩu, không biết là để làm cái công việc gì đây. Để xem, quan sát xem. Anh ta đang lên để tháo cái dây cẩu của cái cần cẩu phụ đấy. Cái công việc này yêu cầu một sự khéo léo và sự dẻo dai bền bỉ. Mình chỉ đứng xem thôi mà thấy khá hồi hộp. Tháo xong một dây, còn một dây bên này nữa. Rồi anh ta di chuyển rất là khéo léo. Thật là không phục những anh kỹ sư leo trèo rất là giỏi. Như vậy là cái việc lắp cái đuôi cần cẩu này với cái khối đối trọng đằng sau đã hoàn tất rồi. Đây là những cái khối đối trọng chưa sử dụng tới này. Không biết là cái một khối như vậy là nặng bao nhiêu. Để mình xem coi. Đây là cái những cái núm để mà cố định những cái khối đối trọng này chồng lên nhau để không bị xê dịch.
xem có cái thông số gì trên những khối này. Đây mình đọc thấy là 10 tấn. Như vậy là một cái khối đối trọng như vậy là nặng 10 tấn. Bây giờ thì mọi người đã di chuyển đến phía đỉnh của cần cẩu. Và cái công đoạn cuối cùng là để lắp cái mỏ treo cáp. Lắp xong cái mỏ này có lẽ là cần cẩu sẽ được nâng lên khỏi mặt đất. Mình sẽ tới để xem cận cảnh, xem cái công việc này sẽ được thực hiện như thế nào. Một chiếc cần cẩu phụ đang được phục vụ siêu cần cẩu đang cẩu cái mỏ này đến vị trí để lắp đặt vào siêu cần cẩu đây. Không biết là được đặt vào vị trí nào để lắp đây. Đây mình quan sát thấy ở thông số ghi trên mỏ cần cẩu này là 180T. Có lẽ là 180 tấn đấy các bạn ạ. Vậy là trọng tải của chiếc siêu cần cẩu này là 180 tấn chăng? Công việc đòi hỏi sự tập trung. Đây đang có một anh kỹ sư đang di chuyển ở trên này. Có lẽ là đang kéo cáp nha. Anh này đang di chuyển ở trên rất là khéo léo. Phải rất là tập trung. Anh ấy di chuyển rất là khéo léo nhé. Bây giờ thì cánh tay của siêu cần cẩu đang được nâng dần lên khỏi mặt đất để mà lắp được cái mỏ. Mọi công việc ở đây được điều khiển bằng bộ đàm. Đây các bạn thấy anh kỹ sư đang dùng bộ đàm để điều khiển liên lạc với cái người lái siêu cần cẩu này để điều khiển cái cánh tay này nâng lên. Đã được nâng lên khỏi mặt đất khá cao rồi. Mình nhìn khá là hồi hộp đấy. Cái mỏ móc cáp này đã được đặt đúng vị trí. Bây giờ thì một anh kỹ sư đang tháo cái móc cáp để chuẩn bị lắp cái mỏ vào siêu cần cẩu đây. Bây giờ thì mọi người sẽ làm cái công đoạn là luồn những cái sợi cáp to này để mà luồn vào cái mỏ. Ôi, sợi cáp rất là nặng này. Việc lắp mỏ cáp đã hoàn thành rồi và bây giờ chuẩn bị cất cánh thôi nào. Siêu cần cẩu đang được cất cánh.
như vậy là quá trình lắp ráp một siêu cần cẩu đã hoàn tất rồi các bạn. Và những tập tiếp theo mình sẽ tiếp tục quay những cái quá trình lắp ráp một cánh quạt hoàn thiện. Tập hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.